hỏi: "Tượng Phật ở nhà chúng con chưa làm lễ khai quang, vậy chúng con có thể lễ bái được không?" Đáp: "Tượng Phật có khai quang hay không khai quang, đó không phải là vấn đề ở đây, chỉ là xem quý vị có tâm chấp trước hay không thôi. Nếu trong tâm không chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng đều là khai quang. Nếu trong tâm còn chấp trước thì dù tượng Phật đã được khai quang rồi cũng coi như là không có khai quang vậy." Hỏi: "Có gì khác biệt giữa sự cứu người, cứu quỷ và cứu ma?" Đáp: "Tất nhiên là không có chỗ nào mà không giống nhau. Tại sao con còn muốn hỏi nữa?" Hỏi: "Sư phụ, con đã bỏ hút thuốc rồi, thì con cũng nên cử ăn thịt luôn sao? Vậy thì tất cả các tật xấu của con cũng sẽ không còn." Đáp: "Con nên giữ lại một chút đi, thì sẽ không ra khỏi được. Thì vẫn là ở lại đây, tức là vẫn còn ở lại trong tam giới này vậy." Hỏi: "Ngài tin có ma quỷ không?" Đáp: "Nếu chú không tin có ma quỷ thì chú cũng đừng tin có Phật. Phật là ma quỷ tu thành đấy." Ha ha ha.